Ê yo và hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Thì mình là ponbi. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trên Minecraft sinh tồn 116 các bạn ơi. Yes. Thì dắt xin lỗi các bạn, thì khá là lâu mình không làm clip sinh tồn nhờ, cũng tầm là một tuần hơn rồi các bạn. Đấy, thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn biết là trong tập trước thì mình đã có xây được một cái nhà câu cá nha các bạn. Đấy, và mình cũng đã có xây một cái máy farm mini nhỏ nhỏ trong cái căn nhà luôn nha các bạn. Đấy, đây là cái máy farm câu cá mình. Mình cũng không có câu nhiều các bạn ơi, mình chỉ câu được ít 3 con cá thôi. Thì đây là cái chỗ để mình AFK, mình farm cá cái kiểu và đã đủ rồi. Ok, thì mục tiêu của tập hôm nay là mình sẽ đi tìm cái quặng Netherite các bạn ơi, để đi đào ấy. Thì một tuần qua thì mình đã có không chơi Minecraft các bạn, thì không có quay clip được các bạn ơi, tại vì nhà mình quá là bận. Đây là cái bộ giáp kim cương của mình các bạn. Thì trong một tuần qua thì mình đã có xây thêm một cái tượng của ponbi nữa này. Đấy, các bạn đã biết đây là tượng của mình và đây là tượng của anh Lucky Utility nha các bạn. Ok, thì mình sẽ cho các bạn xem đây. Đấy, thì mình trong lúc mình không chơi, không quay clip ấy, mình chơi á, thì có xuất hiện thêm một anh dân làng du mục các bạn. Từ đã mình kiểm tra thử anh đợi cái gì nào. Uầy, có sen hô bong bóng nè, nấm đỏ. Uầy, tại mình không có ngọc lục bảo các bạn ơi, ở khu mình không có dân làng các bạn. Thì đây mình sẽ cho bạn xem. Thì đây là cái ui what the fuck. Ui, mình nhớ là trong đây có 2 con lạc đà mà nhỉ, mà ta what. Thì đây là cái chuồng lạc đà của mình các bạn. Thì trong thời gian giữa 2 tập trong thời gian một tuần qua mình không chơi thì mình có xây cái chuồng lạc đà. Ui what the fuck, mình nhớ là trong đây có 2 con lạc đà mà ta. Ui như nó, không lẽ là nó có spawn thêm một, không lẽ 2 con này nhờ. Ủa mình nhớ là trong cái tập trước là mình đã có giết một anh lên như một người ta, khó hiểu vãi nồi các bạn. Thì như mọi video thôi, nếu mà bạn thích series của mình ấy, đừng có lại một like, một subscribe, ủng hộ kênh mình các bạn. Mục tiêu của tập này chúng ta sẽ là đi làm một cái bộ giáp Netherite và một cái kiếm các bạn ơi. Thì mình đã cũng có đào ở bên Nether một ít rồi các bạn ơi. Thì mình đã có đào một ít bên đó rồi bạn, mình cũng tìm được một ít quặng mảnh vỡ cổ đại các bạn. Thì tập này mình sẽ đi đào thêm và làm full một bộ giáp luôn, hy vọng nó sẽ thành công các bạn ơi. Thì mình đào bằng cái giường các bạn. Đấy, thì mình đã có chuẩn bị một ít giường các bạn, khá là nhiều giường luôn. Để mình lấy thêm một ít lá cây các bạn ơi. Đâu nhờ, để mình lấy cái cây kéo mình chặt, mình đi cắt thêm một ít lá cây để về mà làm. Thì các bạn đi đào bằng giường ấy, thì cái giường nó sẽ gây sát thương cho các bạn, thì các bạn phải cần lá cây để nó giảm đi sát thương các bạn ơi. Thì ok, thì mình sẽ đi lấy một ít lá cây. Ôi, mấy cây gỗ bạch dương của mình trồng đây, nó mọc lớn vãi nồi, đẹp vãi chưởng các bạn ơi. Tự mình sẽ trang trí cái cầu lại bạn. Đấy, thì rất nhiều bạn là yêu cầu mình làm sinh tồn, thì rất là xin lỗi các bạn, thì khá lâu mình không làm sinh tồn ấy, các bạn thông cảm cho mình nha. Thì nếu video này đạt 50 like nữa các bạn, mình sẽ ra tiếp sinh tồn. Uầy, mình sẽ đi chặt một ít cây nha các bạn. Ok, mình chặt cái lá này đi. Ui, mượt mà vãi nồi các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đi mình nghĩ là hơi nhiều rồi đấy bạn. Thì cái mục đích của cái lá này các bạn, thì nó sẽ giảm sát thương của bạn khi mà bạn sử dụng cái vụ nổ của cái giường các bạn ơi. Thì trong tập trước thì mình đã cũng có enchant cái cây cúp này lên, hiệu suất 4 này, gia tài 3 này, giảm hỏng 3 này, cũng khá là ngon các bạn ơi. Ok, thì giờ mình sẽ tiếp tục cái công việc mà đi tìm Netherite các bạn ơi. Đấy, người ta gọi là cái đó là hình như là các bạn tìm được các bạn sẽ làm bộ giáp mạnh nhất Minecraft thì phải. Đấy, được của ló ngay. Thì có được cái bộ giáp đó thì bạn chiến thắng với con dòng nó sẽ ok hơn các bạn. Quay các bạn nhìn tượng của mình đẹp không? Tại tượng của Lucky Utility này các bạn. Đấy, vậy tại sao thắc mắc hỏi là tại sao mình xây tượng của Lucky Utility đúng không? Thì vì mình làm một fan cứng mà, mình thích xem video của Lucky Utility thì mình xây thôi. Đấy, ok, siêu vào Nether hả các bạn ơi. Thì mình tìm được cái quặng đó các bạn. Đấy, uầy, xa vãi nồi các bạn, mình đào hơi bị lâu luôn các bạn ơi. Uầy, được của nó, mình đào mà hư cái cúp kim cương cũ, mình phải làm cái cúp kim cương mới các bạn ơi. Bạn có nhớ là cái cúp kim cương cũ của mình không? Mình đã bị hư các bạn. Đấy, mình sẽ đi xuống đây các bạn ơi. Thì trong thời gian đào nếu mà có nếu mà có lưu ly thì mình sẽ lấy. Đây phải là lưu ly, cái này là cái gì nhờ? À, thạch anh. Ok, mình nhầm, xin lỗi các bạn nha. Nếu mà có lọc thạch anh á thì mình sẽ đào luôn, mình kiếm một chút kinh nghiệm các bạn. Đấy, các bạn có nghĩ là mình lấy mấy cục magma block này về không các bạn ơi? Trang trí này cũng hóa đẹp ấy. Ok, mình sẽ lấy về luôn nha. Uầy, cái cục để đặt nhanh vải nồi hay là do cái cấp mình xịn ta? Ui, cái gì đấy? Ok, mình sẽ lấy mấy cục này về các bạn. Mình lấy vô đây thôi vừa đủ các bạn ơi. Ui, 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 cái gì đấy, cái gì đấy? Tự nhiên xuất hiện lava ở chỗ này ta. Đấy, ok, từ từ mình sẽ lấy thêm. Ui, mình đào hư cái hang của mình nữa các bạn ơi. Ôi, để đây tạm đi, các nữa mình sẽ sửa sao các bạn ơi. Nhiệm vụ chính chúng ta hôm nay là không phải là mấy cục bắt ma block này. Ta sẽ đi đào mấy cái bọn nghe rít các bạn. Uầy, lại đây mình sẽ đào một ít cái đá lưu ly để cái... Ui, cái gì nữa đấy? Holy shit. Ui, cái chỗ này toàn là dung nham không các bạn ơi. Từ từ nha, mình sẽ đi xuống mình cho các bạn xem là mình đã tìm được 4 cái cục ảnh vỡ cổ đại trong tuần trước các bạn. Trong cái không phải tuần trước mà cái tuần mình không quay clip được á. Đây là cái số của đá mình tìm được các bạn, khá là nhiều luôn nhờ. Bỏ này vào đi. Mình nghĩ là mình sẽ cắt bớt mấy cái con bằng thiết nha các bạn. Ví dụ như mấy cái phía thạch anh mình không cần các bạn. Đấy. Ôi, mấy cục này mình sẽ đào lấy một ít kinh nghiệm nha các bạn. Mình nhắc cần kinh nghiệm để nâng cấp cái bộ giáp của mình lên các bạn ạ. Mặc dù là mình vẫn chưa khảm cái bộ giáp kim cương nữa các bạn. Thì nếu mà bạn khảm bộ giáp kim cương ấy mà bạn nâng lên cái giáp mạnh nhất Minecraft thì nó sẽ mất đi những cái cường hóa. Thì rất là buộc, rất là lỗ luôn các bạn. Nên mình sẽ không khảm bây giờ đâu, từ từ mình khảm luôn. Thì mình sẽ cho các bạn xem thì trong một tuần qua mình đã làm như thế nào, mình tạo những cái gì các bạn. Thì ở chỗ đây mình đã có một cái vụ nổ xảy ra chỗ này. Và không tìm được cái vận nào các bạn ơi. Thật là may mắn luôn. Ui, cái cúp mình xịn vãi. Thì may mắn luôn. Tới cái vụ nổ thứ hai của mình thì xuất hiện một cái cục đây gọi là ui mất hồn. Thì đây cái cục đây là cái cục mảnh vỡ cổ đại các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy cục này nha. Thì chúng ta cần những cái cục đây để làm được cái bộ giáp mạnh nhất cái. Ok, mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Mình tìm được có 4 cục thôi. Thì cái chỗ này mình không có tìm thấy các bạn. Mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Đây, một cục đây các bạn. Thì mình không có đào liền, mình chờ quay clip mình đào các bạn cho bạn thấy thì nó sẽ ok hơn. Ok, ở đây không có nha. Rồi mình có lấy một ít, lấy một ít thạch anh để cho nó có kinh nghiệm nè. Mình có 27 level nè, còn 3 level nó đủ 30, lấy luôn cho nó đủ 30 luôn. Uầy, thạch này có vẻ nguy hiểm nha. Chắc nữa mà mình chết một phát là mình đào cái này mình các bạn ơi, mình tiết lộ các bạn biết là mình đào cái này mình chết 2 lần nha các bạn. Thì do là mình không có sử dụng cái giường này bạn, nó khó khăn. Ở đây thì đây là mình hơn vải nồi các bạn, mình chỉ kể cho bạn nghe cái chỗ này. Thì mình đặt cái giường ở chỗ đây các bạn ơi, mình đào một phát bùm ngay chụp một cục ở đây, một cục đây là thế là mình đã có 2 cục rồi, được vải nồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy luôn. Ui, các bạn có nghe cái nhạc nó kinh dị vải nồi các bạn, cái nhạc được thêm vào trong Minecraft thì phải ấy. Ui, mình quay clip đêm mà nghe cái nhạc đây thì thôi rồi các bạn ơi, sợ phải, sợ mình teo stream đúng rồi. Ok, mình sẽ lấy nốt cái cục này nha các bạn. Mình nghĩ là mình cần rất là nhiều luôn các bạn ơi. Các bạn nghĩ mà cái bộ giáp kim cương thì nó cần 26 cục hay sao, mình cũng không rõ đâu bạn. Ok, thì mình nghĩ mình sẽ đi theo hướng bên này các bạn ơi, để mình lấy thêm một ít cái cục này, hy vọng mình sẽ tìm thêm được nhiều cục các bạn. Hiện tại mình đang ở tầng 8 nhờ. Tầng 8 thì mình sẽ đào lên một tí bạn. Tầng 8 hiện rất là ít, hình như mình nghe nói là tầng cũng giống như tìm kim cương các bạn. Tầng 13, chắc xin lỗi luôn tại vì trong tuần trước mình không có tìm hiểu. Cây vãi nồi. Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn biết tác dụng của cái giường nữa bạn ơi. Hy vọng là sẽ thành công các bạn, không có bị chết. Thì mình sẽ đặt cái, hình như đặt cái láng này các bạn. Thì đây là một cái chích mà các bạn có thể đào được đến cục này. Ôi, mình tắt nhỏ nhạc bớt nha các bạn, nghe nhạc có vẻ sợ vãi. Thì các bạn đặt cái giường ngay đây. Ok, để cho các bạn click vào. Ôi, ui, what the fuck. Đó, thì nó sẽ nổ trong cái vụ nổ như thế này các bạn. Các bạn sẽ tìm được một cái vần gọi là mảnh vỡ cổ đại này. Hay như chỗ này không có bạn ơi. Mình chỉ đào mấy cục hắc diện thạch các bạn. Ôi, cứ nhầm hắc diện thạch đấy chứ. Ok, mình sẽ đi đào tiếp nha. Hình như chỗ này không có bạn ơi. Ok, ở bên đây thì sao nhỉ? Mình sẽ cái này ra. Ồ, đặt một cái giường nhờ. Đấy, mình đặt 3 cái cục lá như thế này. Còn như cái chiêu hồi nãy các bạn, nó gọi là cái chiêu mà đi tìm. Đấy, các bạn đặt một cái giường ngay đây, các bạn đặt một cái lá lên. Ui, khi nghe cái nhạc sợ vậy, mình sẽ tiếp ra các bạn, mình tắt cái nhạc nha. Cái nhạc đó, cái nhạc nào ta? Môi trường hả? Ôi, môi trường vẫn còn nhạc. Ui no. Hay là tắt hợp nhạc. Xin thời tiết. Ôi, tắt này Louis. Mình nghe nhạc mình sợ vãi rồi các bạn. Tại vì mình quay clip thì mình không thấy nhạc, mà mình nghe nhạc mình sợ vãi. Mình... Ôi. Ui lửa. Đâu. Ui, lava nữa cơ. Ui. Chưa cháy bạn ơi, chưa cháy. À, hình như chỗ này hơi bị nhiều lava bạn, mình có thể là đổi chỗ bạn ơi. Chỗ này nguy hiểm vãi. Ôi, mình nghĩ mình không có nhạc thì nó không có hay. Rồi các bạn, mình chờ các bạn chờ mình xíu nha. Đâu. Ok. Như đây là vừa đủ bạn. Ở này có lava thì mình nghĩ là ở trên này chỉ có một cái biển lava các bạn ơi. Nếu mình đào thì nó sẽ cháy mình, không có được, không hợp lý tí nào bạn ơi. Sẽ đi vào cái chỗ mình sẽ đào về hướng bên đây nha các bạn. Ui, tưởng cái này là cái cục mảnh vỡ cổ đại chứ. Ok, mình sẽ đi đào tiếp nha. Hy vọng là sẽ có bạn ơi, mình tìm thêm vài cục đó đi. Chứ như đây không đủ làm bộ giáp đâu. Nếu là làm bộ giáp thì khá là nhiều luôn. Ok, mình sẽ thì chưa cũ thôi. Đấy. Ui, chỗ này mình đặt thêm block để đứng cho nó dễ vậy. Và một cái giường ở đây. Ui, chết. Đặt lộn giường rồi. Đặt cái giường ở đây các bạn ạ. Đâu nhờ. Đấy, các bạn sẽ đặt một cái giường ngay đây. À, click vào thôi. Ui, cháy. Ui, ở đây cũng không có cục nào luôn hay ta. Ui, đảo chỗ này nguy hiểm vãi chưởng, bạn có khi chết con. Hồi nãy mình đào thì ôi rồi may mắn phải nồi, bây giờ không có bạn. Lúc quay clip thì không có. Số nó xui thiệt chứ. Đen thì thôi rồi các bạn ơi. Ui, không có, mình sẽ đào tiếp các bạn. Hiện tại mình đang ở tầng 7 nha, tầng 7 thì những không có đâu các bạn, đào lên một tí thôi. Ui. Đấy nè các bạn, ngon. Được phải rồi, tụi mình coi thử tầng bao nhiêu nha. Tầng 10 á. Tầng 10 là có rồi á. Ngon. Ui, hên vãi rồi, mình chứ không cần phải sử dụng vụ nổ vẫn tìm thấy nữa bạn. Được của ló ngay. Ok, mình sẽ đào mấy cục thạch anh các bạn để lấy thêm ít kinh nghiệm nha các bạn. Rồi, may mắn vãi. Đấy, mình sẽ đào cái cục này bạn. Thế là mình đã có được 5 cục nha các bạn. Ủa sao ở trong cái Nether các bạn, có thể nghe. Bạn nào có nghe tiếng nhạc thì comment bên dưới cho mình nha. Tiếng nhạc đây nó rùng rợn vãi nổi các bạn. Tại mình đang quay clip đêm nó tụt ton các bạn ơi, rùng rợn vãi. Hiện tại mình đang có 5 cục nha các bạn, mình sẽ đi tiếp nha. Hiện tại đang ở tầng 10, tầng 10 thì có đúng không? Rồi sẽ đào tiếp. Sử dụng cái tuyệt chiêu như cũ các bạn ơi. Đặt 3 cái cục lá. Rồi. Đặt cục lá ngay đây và một cái giường nha các bạn. Thì mình trước khi đi mình đã cắt một ít lông cừu rồi. Cừu nhà mình thì nhiều lắm, các bạn không có cần sợ phải hết lông cừu đâu. Ui. Đấy. Và tích vào thôi. Ui. Nó lại cháy cơ. Nếu mà các bạn đi không cẩn thận ấy, mấy bạn đập trúng một cái hố lava nào đấy, các bạn thì thôi, tắm trong lava luôn các bạn ơi. Ở đây hình như không có nha. Chỉ đào tiếp ở bên đây. Ui, cái cúp này nó xịn vãi nổi các bạn. Ui, mưa. Các bạn mưa thì thôi rồi các bạn ơi. Trơn chu vãi nồi. Thì mình sẽ thử cái cách mày đi 4 ô này thử nó có hay không. Ui, cái cúp này hiệu suất 4 thôi mà đào kinh vậy. Các bạn có thể thấy sức mạnh của cây cúp này kinh vãi chưởng vậy. Ui, hình như chỗ này là cái chỗ cái có giọt lava chảy xuống, hình như ở trên này một hố lava các bạn. Ui, nếu các bạn đào ở trên thì to các bạn ơi. Ui, biết ngay mà. Biết ngay sẽ có lava mà. Thôi các bạn ơi, mình nghĩ là chúng ta tới đây thôi, chúng ta chia đi về thôi các bạn ơi. Mình rất là sợ nghe cái tiếng nhạc thôi luôn ấy. Bạn nào mà nghe tiếng nhạc thì comment bên dưới các bạn, cho mình biết các bạn. Ui, sợ vãi. Thôi mình đi về đây. Ui, đi về là phải trải qua những cái cục lửa nữa các bạn. Tại vì các bạn biết không, mấy cục bẹ nó không có bị dập tắt được các bạn, kiểu như nó sẽ cháy vĩnh viễn luôn á. Ui mà đi hướng nào ta? Ui gì đấy mấy anh hai? Ui về còn về nhanh. Ở đây thì nó chơi hội đồng thì mình ton các bạn ơi. 5 cục không biết đủ làm được một cái món gì nha rồi biết không các bạn. Hy vọng nó sẽ làm được một món ví dụ như cái mũ hay là cái kiếm hay là cái gì đó các bạn. Ok mình sẽ đi về đây. Wow, ở Nether các bạn có nghe cái tiếng nhạc trùng rợn phải? Hình như cái bản 1.16 thì nó thêm mấy cái nhạc kinh dị phải. Ui đây là ponbi nè, ui lộn, đây là ponbi nè, đây là Lucky Utility nè các bạn. Được phải lồn, được phải nồi nha bạn, các bạn đừng nghe nhầm nha. Ok mình sẽ đi vào mình nung cái cục này lên nha bạn, theo mình biết thì sẽ nung lên rồi sẽ ra một cái cục gì đấy. Ok nung lên đó, hình như nhà mình còn vàng không nhờ. Mình sẽ đi làm ít vàng các bạn ơi, có vàng thì nó sẽ thuận tiện hơn ấy. Hình như ở trong đây mình còn ít vàng nè. Ui vàng như vậy là được của nó ngay đủ liền. Ui mấy con bò mình các bạn ơi. Ui mình sẽ đi lấy một ít trứng thôi. Mình nuôi mấy con gà này mình không biết có tác dụng gì không. Từ khi mình làm xong cái bàn đây mình cũng không biết mấy con bò này có tác dụng gì luôn. Lúc này rảnh thì mình nghĩ cái anh vô gian làng như một cái anh đứng đây hoài người ta ở kệ đi. Cái chuồng đây trước thì có 2 con lạc đà ở thì bây giờ nó mất tiêu luôn các bạn, biến mất nhanh vãi nồi các bạn ơi, sợ vãi. Ok thì mình sẽ đi làm gì cho trong thời gian đừng làm gì nhỉ? Mấy ông mình ăn đây là lúa mình thu hoạch được các bạn. Ui mấy ông mình nó lớn kìa, dễ thương cute vãi nồi. Ok mình sẽ đi vào thôi, chắc mình nghĩ là nó nung xong rồi. Ui 5 cục vụn Netherite đấy, và từ cái vụn Netherite này các bạn chỉ cần khá là nhiều vàng nhờ. Đây ui xinh, ui vãi nồi được 1 cục à. 1 2 3 4 1 cục ta, mình tưởng là được 5 cục chỉ được 5 cục cái này chứ. Ui vãi nồi được 1 cục à, thế thì biết chừng nào mới được cái bộ giáp. Ui vãi nồi trời nha, cái mũ, cái giáp, cái quần ủng là 4 nha, 4 cục mà mỗi cục lên được làm 4 x 4 16. Mình phải tìm được 16 cục này mình mới làm full một bộ giáp. Ui ok mình sẽ đi làm cái kiếm trước thì nó sẽ hợp lý hơn các bạn. Ui làm cái kiếm trước đi. Đó như bà mình còn kim cương rồi. Ui mình còn 12 cục kim cương rồi, dư sức làm cái kiếm nha các bạn. Từ mình sẽ đi mai thêm các bạn ơi, khá là nhiều tập mình không đi mai các bạn, từ cái tập ấy mình đi mai, mình toàn là đi mai trong cái thời gian giữa 2 tập các bạn ơi. Ui kiếm kim cương nè. Ok bạn ơi, nãy giờ mình đã tìm hiểu cái công thức, thì công thức đơn giản thôi bạn ơi, chỉ cần một cái kiếm kim cương và một cái cục phôi Netherite các bạn có thể chế tạo thành công. Anh mình đã chế tạo thành công cái kiếm Netherite các bạn ơi, được của nó bạn, nhìn ngầu thực sự ấy. Ui đẹp vãi nồi. Ok thì mình sẽ làm cái khung để treo lên cho nó xịn sò tí nha. Mình sẽ làm cái khung nha, khung cặn thêm mấy ít gậy, gậy với cái gì nữa ta, từ để mình coi cái khung nó giả thuộc các bạn. Ui giả thuộc thì bao la luôn. Ui zombie á, bố mày đang làm việc, cút. Ok ui một phát chết ngay một con bò các bạn, được của nó này. Đây thì có dao nè các bạn. Ui đâu ra? Ui vãi nồi thiếu gậy à. Ok thì đây là cái khung của bạn. Ui xịn từ mạng mình treo đâu cho nó hợp lý nha. Treo ở đây. Ui xịn sò vãi nồi bạn ơi. Ok thì mình nghĩ video mình cũng đã đến đây kết thúc các bạn ơi. Thì trong tập này thì mình đã có đi qua Nether, mình tìm được cái quặng Netherite các bạn. Mình chỉ làm được một cái kiếm thôi, mình không làm được nhiều các bạn, tại cái quặng đó khá là khó tìm các bạn. Các bạn nào biết cái cách làm tìm nhanh hơn các bạn comment dưới video cho mình biết nha các bạn. Thì tập sau thì mình sẽ trong thời gian dưới 2 tập thì sẽ cố gắng đi tìm full luôn hay là một cái cách nào đó mình sẽ đi tìm livestream hay là gì đó, mình sẽ đi tìm full cái bộ giáp luôn. Đấy, thì mình từ từ mình sẽ nâng cấp lên sau. Hiện tại mình chỉ có 29 level thôi các bạn ơi, không có đủ nâng cấp đâu. Ok, thì mình nghĩ video đến đây cũng kết thúc các bạn ơi. Để các bạn thích series của mình ấy, thì mình đã làm một group like subscribe ủng hộ kênh mình các bạn. Ok các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành, bye bye.